Hello, welcome back. Hôm nay mình chơi 12 game với cho Hungry Shark. Let's go. Chúng ta sẽ đến cái vùng biển có quái vật. Đây đây, bánh thuốc, bánh thuốc, bánh thuốc. Quái vật. Đây 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 đây. To vai làm sao giờ à. À đánh vào mắt nó. Ôi. Ôi. Ăn được con này. Chết rồi. Chết cả mình rồi. Con này vậy nó không hăng lắm. Tỏ vai. Ôi. Die. Chúng ta chơi Rival 4. Cái nha. Chúng ta sẽ chơi trò lớp vào.
Sao mà nhỏ? Mở cửa. Đi đi nhanh là đuổi đấy. Nào, để di chuyển đi. Thank you.
Không cần để đâu, không cần phải bấm gì đâu. Đấy. Em đi ra. Đứng lên, đứng lên. Người ruồi. Bấm bấm vào cái con rơi ngoài đi. Đấy đấy. Vút cái răng ra đây. Chúng ta sang risk cắt. Rồi. Ai ơi, chưa ăn. Đang ngồi đây rồi. Ngồi không? Rồi. Kinh chưa? Cháu bé 3 tuổi mới chơi đấy nhé. Ôi thôi chết đấy. Cho hướng về điều kiện nữa. Cầm mấy lít chưa cho cắp. Ôi hiểu mà có mình chứ. Chả hết. Ôi người ta ăn. Đâu, đâu Thành à. Ôi tôi chết rồi. Chết rồi. Ôi sao. Không được, mày cắt nhầm rồi này, cắt thế này này. Dạ, xong rồi, xong rồi. Để xem cho sushi làm. Let's go. Chúng ta chơi thêm một lần. Ủa? Nhanh quá nhờ.
Này quên toàn không lắc màn hình nha, nó mới bị xô điện. Ôi, xin chứ. Mình nó bật cái tốc độ chạy tăng tốc rồi. Ô. Chúng ta xem Tom Hero. Wow, đây là một phiên bản của mèo Tom trong cái trang phục gì đây? Trang phục màu xanh lá cây. Chúng ta chơi trò Water. Trời ơi. Ô, cái màn này âm thanh được rồi. Mất âm thanh à? Yeah.
Mà này khó này. Hút à? Ở cái này là máy hút. Thiếu rồi. Oh.